Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Quay phim bông đẹp quá đẹp. Chà, gì đây? Thời gian gì dữ vậy? Dữ dằn ha. Hoa xưng tô sắc cho đời, yêu hoa ta quý con người chăm hoa. Ngắt hoa, hoa xấu, hoa tàn. Hoa đau, hoa xấu, thật là không nên, xin cảm ơn. Dữ ạ, trồng hoa kiểu này sao dám ngắt. Hôm nay con cặp diều máy bay nha. Diều máy bay màu đen. Bay quá đẹp. Quá chỉnh. Im luôn. Máy bay màu đen. Này là mình quay ở sau lưng quay đến nha. Im luôn à. Xa nhìn giống hang chim. Im luôn ạ, quá đậm. Xa nhìn giống hang chim quá ha. Không quay được mặt trước. Trời muốn mưa nha các bạn. Quá mù. Cỏ xanh rì. Bày quá đẹp. Này gió yếu quá các bạn, có dù máy bay này mới bay được thôi, dù thẫn bay không nổi, gió yếu quá. Quá wow, đó bỏ bơm bỏ bơm gió giật. Dù này gió lớn chịu không nổi nha các bạn. Gió lớn là nó nhào đó. Này còn bị ngang nhau ạ.
video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Đó, quay được hai con diều máy bay. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Rồi, chào tạm biệt. Chống nha. Có gió đó. Hoa ngũ sắc quá đẹp. Wow, chim. Đừng lọc chim. Quá trời chim. Cú cu quần quật chà ngặt nghèo luôn á. Ôi đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ghê không? Tốc độ luôn. Chạy tốc độ luôn. Này đi cầu vượt á. Vô, vô. Vô lòng, vô lòng. Trời ơi. Này là con nhen. Vậy chứ mà lắc em vô hình vô tiếng là coi đẹp lắm á nha. Nhen nhỏ hơn con sóc. Đó. Con gà. Con cá. Cá chép. Chép vàng. Rồi, chào các bạn nha.